Chị mình đến đây là lần thứ mấy hả chị? Em nhìn quen quá mẹ em không nhớ nổi. Cái năm thứ 6 về phải không? Đâu dữ vậy? Chị là thứ 3, thứ 4. Còn không tới luôn đúng không? Không. Vậy là thứ 2. Thứ 2 thì mới chịu. Rồi sao mình không chọn chủ nhật mà mình lại chọn thứ 2? Ra đi đem dọn cho. Bỏ sao ra? Dạ, này cũng cậu đúng không chị? Cũng trai ha. Bánh ít có ai làm mặn không chị? Này nhân dừa. À nhân dừa. Trời ơi. Cái nhân này mê lắm á. Nhân dừa là mà cậu chết. Nhân dừa. Dạ mừng phụ cho lên nha. Được rồi nhẹ mà. Trời ơi. Lớn sĩ. Giờ tìm chỗ để đúng không? Bây giờ em lấy cho chị cái măng bự chứ giờ không có chỗ để. Hình như đây, cái măng này. Giờ hay là mình để chung ta. Không phải mình để mà để kia mà. Để ghế chiếu liền. Rồi anh trai hát nữa rồi. 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 Cảm ơn chị nha. Tuôn rơi lời từ ta giấu trong lòng dấu tay đường đất không xa nên mẹ muốn đi vòng qua mấy chuyện đây qua cánh đồng lúa trổ nhớ lắm thân cò đời khắc khổ gian truân mẹ muốn con khờ đừng quên chốn đồng bâng dù đi đâu dần trắng quê hương là xứ sở con nhớ từng lời con nhớ lắm mẹ ơi mẹ đã hy sinh cả một đời vì con trẻ. Bài nào không anh? Không. Vậy không. Thôi mình hát bài đi. Trời ơi, lỡ rồi. Không, nhưng mà anh cho em hỏi cái này chứ. Anh nói là anh đi từ 6 giờ sáng mà tới tầm 1 giờ mấy anh mới tới được trên một của cậu. 12 giờ mấy? 12 giờ mấy mà anh đi lạc nữa. Đi lạc. Thì rồi. Trong cái đoạn đường đi lạc đó đó đi bộ. Trong đầu anh nghĩ như thế nào để mà anh tìm ra được cái nơi mộ của cậu ở đây? Là niệm Phật với niệm con Năm phù hộ lại tới đây. Là tới niệm Phật đúng không? Có nghĩa là mình có một lòng muốn thì con Năm là cứ nói nguyện cho con Năm ơi dẫn lại cho một con Năm lời hát cho Năm nghe không mà khi mà anh đến được cho mẫu con Năm thì cái cảm xúc anh như thế nào? Nó lần mười là muốn hát không à? Muốn hát rồi hả? Lần là muốn hát thôi, đốt nhang xong là lại hát liền. Anh đi thi ngôi sao Mực Vườn anh hát bài gì? Một Liên Từ Mẹ hồi nãy không? Bài nãy anh hát rồi, hát rồi thôi đừng hát bài đó, hát bài khác đi. Hát bài khác. Rồi bây giờ hiện tạm giờ ở đây không là có quá trời nhiều khán giả ủng hộ anh rồi đó. Rồi hát bài khác ha. Bài khác là bài gì anh? Nói cho khán giả biết luôn. Mùa qua đào. Mùa qua đào. Mùa qua đào. Đâu. Tôi không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bông. Mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Chỉ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào, không kiêu sa không mượt mà quyến rũ. Sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay, bước đường dài nào ngại gió sương, nay được trở về đây giữa lòng Hà Nội. Trời đất giàu xuân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi được bồi hồi nhìn đại quá nó. Cho mở một câu nha. Mỗi này anh có hái được hồ quảng không? Cũng ít lắm. Tại vì giờ khi nếu mà anh muốn
thi hát cái vọng cổ đó là anh cũng phải biết được cái thể loại như biết biết thôi, nhưng mà vô vô trọng vợ tập lại. Dạ, nhưng mà anh có được thuộc được một khúc nào của hồ quán không? Nói ngang cũng không, không nhớ. Nói ngang xương quên. Nói chung là giọng cổ là nó là rành đó. Vậy hát Lý đi ha, giọng Kim Lan cho. Dạ. Hát giọng Kim Lan nghe ha. Nãy giờ giọng cổ. Anh tính ra là anh một bụng á. Một bụng á. Hát giọng Kim Lan nghe. Nói thế loại đi. Một kho. Một kho luôn. Đêm xuống sân ga sương khói thu lạnh lùng, nghe dáng đưa xa xa hồi coi tàu lẫn trong ngàn cây, canh xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây. Cầm đàn ta ngồi xó từng cung phim, tiếng đâu buồn từng cung quán gửi ai đây. Gió lại vẫn gửi sáng sao trời lạnh lùng thẳng xe hồn ai. Sương thấm trên đôi vai mà người tình vẫn chưa về đây. Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không ngồi, chẳng đêm ta ngồi trong ai. Một mình ngồi ngoài sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa. Những chiến tàu rời khỏi sân ga quốc dần trong bóng tôi, bỏ lại nơi đây một người ngồi mong đợi hố mắt thăm sâu như mang nặng môi. Bận tàn thu là mấy bận mong chờ, đem tiễn đưa nhau em về nơi đất quê. Nước mắt đôi dòng ràn rủa thấm bờ mi. Ôi những con tàu dội đến rồi đi, trong xa xa khói trắng quyển sương mờ. Ngồi một mình lặng lẽ trước sân ga, thu trước lễ xa thu này lễ đổ. À, anh ơi, mình hát chay nó đã hay là mình hát có nhạc nó đã anh? Nào cũng vậy. Nào cũng đã nè. Cái kia hát cho đỡ hơn chút xíu. Ủa anh ơi, anh đi thì ngôi sao miệt vườn. Khi mà chấm điểm thì ai sẽ là người chấm điểm, khán giả hay là giám khảo anh? Khương Dừa với nhạc sĩ Thanh Sơn. À, hai người. Nếu như khán giả thì em sẽ kêu gọi khán giả cho anh một like, một tim. Có khán giả không? Có, khán giả không? Cũng thi nhiều lắm, người ta biết mà. Dạ. À. chín sáu bảy rồi mọi rồi. Người ủng hộ anh ha, không mở lên thấy mình à, để Nguyễn Thanh thi Nguyễn vừa là người ta mở lên hết á, ta biết mà. Yeah. Yeah. Tại luôn luôn ta đang coi vòng cái vườn á, là người ta theo dõi nhiều lắm. Rồi mở lên là thấy à. Yeah. Vậy là sao cái ngày hôm nay anh có thêm một số của anh rất là hùng mạnh từ hộ cổ năm nha. Yêu thương anh thì hãy cho anh một tim và một cái gọi là cái gì ta, đây gọi là ủng hộ. Ngôi sao mới đổi. Mà phải nói đây rất là trân quý cái tấm lòng của anh ha. Nguyễn Thanh. À, tại vì anh hiện tại là đang thất nghiệp cũng như là anh bán vé số để kiếm cái đồng sống qua ngày. Mà anh ước mơ đi hát trong cổ của mình à? Bán vé số thì móc thì tính ai mời mình đi hát. Còn ấy mình hát cho ta nghe. Show nhỏ đi ha. Đúng rồi. Giờ đi hát show nhỏ trước đi. Show bự mình tính tiếp. Cầu nhỏ gì nè. Anh tới đây là anh viếng mộ cậu Năm Vũ Linh. Nó thì em theo em biết cậu Năm Vũ Linh cũng rất thích cái bài Yêu Cô Gái Bạc Liêu, anh hát được không? Yêu Cô Gái Bạc Liêu. Mà thuộc bài đó không, hát bài nữa rồi mình kết thúc. Thôi giờ hát cậu Năm ưa cái bác Bến Sông Chờ ông cũng được hát nữa. Vậy hả? Cũng hát. Bến Sông Chờ. Vậy cái bài này vô cho mộ cậu Năm. Bến Sông Chờ. Rồi bài nữa rồi mình kết thúc ha. Đúng rồi. Rồi chứ nãy giờ anh hát cũng hơi bị nhiều ha. Rồi. Tôi chờ về thăm em sau tháng năm miệt mài xứ xa. Dòng sông nước xanh năm nào ghi dấu ngày đôi lời hẹn thề ước trao dấu
còn xa xôi dòng sông, em dở bên lòng cho dù tháng năm dần trôi. Nơi người tình xưa đâu hiểu hắt ánh trăng buồn xôi, sóng vắng bóng cô lại đò để buồn cho ai xót xa để vơi. Tìm hỏi người quen có lái đò về sang bến tình, về nơi xứ người giàu sang gấm lùa, sẽ nát tâm tư của một người ngày đêm nhớ thương, nhớ thương người ơi. Ước mơ quay về câu đá vàng cùng ai, gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thấu chân. Ôi ôi cô lại đò sao đành lòng quên, bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa, bước đi theo chồng đi dòng sông náo nề lang trôi đi tình tôi lỡ làng. Ước mơ đi dòng sông náo nề lang trôi đi tình tôi lỡ làng ước mơ. Wow, phải làm những cách quay quá là tuyệt vời. Thì ngôi sao mặt trời anh sẽ gọi là anh sẽ đi sâu vào bên trong và có thể là đọc giải thưởng một lát. Bây giờ hỏi anh câu tế nhị xíu. Sau khi đọc giải thưởng anh làm gì? Cũng đi giúp vua, giúp cho bà con hát thôi. Không, nếu, là cái giải thưởng là nếu sau này anh được làm sâu những cái vòng trong và được những cái giải thưởng lớn thì anh sẽ làm gì? Thì cũng về tiền cho cha mẹ, còn như ai kêu mình đi hát đám thì mình hát giúp cho bà con vậy thôi. Một phần là sẽ cho cha mẹ, còn một phần thì mình để lại bản thân mình để sắm đồ này kia đi hát thôi. Nói chung là anh muốn hát tương lai đẹp, mình hát chỉ ai kêu mình hát thì không cần gì chứ. Lại hát không cũng được nữa. Trời ơi quá đẹp. Giờ hát lại bán vé số cũng được nữa không sao. Thôi ơi, chỉ cần hát bằng cái tấm lòng của mình thôi. Chỉ hát thôi, anh không sắm một cái lo kéo kéo anh mới thất nghiệp không có tiền. Bây giờ nếu mà có lo kèo kéo thì để anh hát thì đúng rồi, anh đi hát để bán vé số thì anh chịu không? Dễ hơn. Chịu không? Nếu có thì dễ hơn. Nếu bà con cô bác cô chú anh chị mạnh thường quân thấy được clip này thì hy vọng đối tượng anh có hỗ trợ được cho anh thì hỗ trợ ha. Cái lo đi hát vậy thôi, anh gửi số điện thoại đến bà con cô bác đi. Ví dụ như có không sao bình thường anh đọc đi. 093 8877 326. Thanh rồi anh Nguyễn Thanh thì, nói chung, có cái lo thì có được cái lo thì càng tốt, còn không có thì mình vẫn tích, sao đâu mình hát chai bình thường vậy đó. Hát chai cũng quá là tuyệt vời, có thì mừng còn không có thì có cái lo thì cũng vậy. Nói chung là bây giờ về cái phần cái lo thì cũng có thể là mình chưa nghĩ tới đâu, nhưng mà qua những cái kênh của anh em ở đây thì nếu mà anh chú gọi là cô chú anh chị nào mà yêu thích cái luôn mà muốn anh Thanh góp vui trong cái dòng hát của mình thì có thể là liên hệ trực tiếp cho anh Thanh. Để anh Thanh tới có thể là hát vui cho gia đình này kia. Đúng rồi. Bán vé số thôi. Bán vé số thôi. 093 8877 326. Rồi rất là tuyệt ha. Rồi bây giờ tụi em cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã dành cái thời gian của mình để đến viếng mộ của cậu Năm ha. Chào cả nhà nha, chúc cho anh nhiều sức khỏe, chúc cả nhà luôn mạnh khỏe bình an, luôn gặp nhiều may mắn. Dạ. Chúc anh vô dòng sâu của chương trình Ngôi Sao Mỹ Trơn. Wow, quá là tuyệt vời. Rồi thôi giờ đến đây thì 15 hết mình cũng xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.